Xin chào cả nhà. Đây là các mẫu dao em vừa mới làm xong từ xưởng qua đây. Vừa mới làm xong, nóng hổi luôn. Mang ra khoe với cả nhà mình luôn. Đây là cây dao mẹ bồng con này, MBC này các bác này. Vừa làm xong nha, rất là đẹp. Cái này em đang bán với giá là 1.330.000. Và khi mà mình mua cái sản phẩm này thì đợt đầu năm em đang để giá khuyến mãi của cặp này là 1.265.000 giá bao ship nha các bác nhá. Đó, cặp mẹ bồng con này thì đang có hai cây. Đang có hai cây, đó là một cây lớn và một cây bé. Cây lớn là size 28 đây. Và cây nhỏ là cây size 12 đây. Mẹ bồng con thì em có cả bán rời nhé các bác nhé. Còn cái cây này là mẹ bồng con, ở đây thì là hai cây này đang ở liền nhau. Ở nếu mà các bác mà lấy rời thì có thể báo em nhé. Mình có thể lấy con nhỏ riêng cũng được mà con lớn riêng cũng được, ok nha. Tiếp theo là em sẽ có cả dao bếp này. Dao bếp hôm nay em có cái dòng dao này khá là mới nha các bác này. Dòng dao cán ốp và được làm từ hai chất liệu gỗ đây. Cán ốp được làm từ hai chất liệu gỗ. Ồ, rất là đẹp, rất là nhiều mẫu luôn. Đây. Còn đây là dòng dao kiểu Nhật này. Chắc là các bác cũng xem clip của em nhiều rồi thì cũng biết rồi đúng không? Đây đây là những cái cây dao thái mới này, kiểu dáng Nhật này. Nhiều mẫu lắm. Rất là nhiều mẫu luôn. Dìu nữa này các bác này. Một lát nữa em sẽ bọc với những cây này là em gửi đi cho khách hàng của em luôn đấy. Rồi ok. Đây là những mẫu em vừa mới làm xong. Bán lễ đây. Là em lấy ra em cho cả nhà mình cùng xem luôn. Ở trên này, phía trên này của em, đây là những cái mẫu dao kiểu dáng Nhật này. Đó, những mẫu dao kiểu dáng Nhật cán bát giác nha các bác nhá. Đây này, cán bát giác là có 8 cạnh ở đây là gọi là cán bát giác này. Đó. Những mẫu này của em, kể cả dao kiểu dáng Nhật này và những cái mẫu dao kiểu dáng cán ốc mới này của em thì đều được làm từ chất liệu thép nhíp xe ô tô Nga các bác nhá. Đều được làm từ chất liệu thép nhíp xe ô tô Nga hết, nên là các bác yên tâm về cái độ sắc bén cũng như là độ bền của lưỡi dao. Còn cái về cái phần cán thì như ở dàn trên này của em ở đây thì nó sẽ là dàn dao cán kiểu dáng gọi là cán dao Nhật, cán bát giác này. Nó sẽ được làm từ chất liệu cán gỗ mun và cán gỗ chắc. Đó, chất liệu cán gỗ mun và gỗ chắc thì chắc các anh chị đều đã biết rồi đúng không ạ? Những cái chất liệu cán gỗ này thì là nó sẽ bền, dai, bền và không bụi mục nước, không bị thấm nước, nên là cái tuổi thọ của cán này nó sẽ rất là cao. Nó sẽ không giống như các loại gỗ thường. Gỗ thường nếu như các anh chị dùng một thời gian rồi nó hay bị mục, bị mủn này, rồi là mình nó bị vỡ này. Đấy, nhưng mà cái cán này của bên em thì sẽ có bảo hành 1 năm cho cả nhà mình. Nếu như mà trong vòng 1 năm sử dụng mà mình dùng đúng chức năng, dao vẫn bị cong vênh hoặc sứt mẻ này, hoặc là mình có thể là cái phần cán này nó bị gãy hay hoặc là nó bị nứt thì mình cũng sẽ được bảo hành các anh chị nhá. Còn cái ở dàn bên dưới này của em thì đây sẽ là dòng dao cán ốp phun tang. Cán ốp phun tang thì là nó sẽ là hai bên gỗ này nó áp lại với nhau. Đấy, ốp lại hai bên và sau đấy là sẽ có ba chốt đinh ở đây. Cây nào cũng như vậy hết. Đấy, dòng dao mới này của em là cây nào cũng sẽ như vậy hết. Và ở đây thì các chị để ý ở đây thì nó sẽ có hai màu. Hai màu ở đây thì nó sẽ là hai chất liệu gỗ. Đó, màu đen ở bên trên này thì nó sẽ là gỗ mun này, còn phần bên dưới đây sẽ là gỗ chắc này. Cái này cũng thế, cái này cũng thế. Đó, cái bộ sưu tập dao mới này của em thì nó sẽ là như này. Thế nhưng mà các chị mà dùng làm hàng ấy thì thường thường là các chị sẽ rất thích cái dòng dao cán ốp này. Cái dòng dao cán ốp này thì nó có một cái đặc biệt, đó là dao nó sẽ có độ cong. Nó sẽ độ cong ở cán. Đó, khi chúng ta cầm vào tay như thế này thì nó sẽ có cái mình cảm thấy cầm nó sẽ chắc tay hơn so với lại những cái cây mà dao tròn, kiểu dáng cán tròn. Nhưng mà kiểu dáng cán dao Nhật thì em thấy là cầm cũng rất là chắc tay nhé các bác nhé. Kiểu dáng dao Nhật mới này. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm mới mà bên em vừa mới có cho ra mắt, và rất là nhiều các đơn đặt hàng về hai sản phẩm này. Thì các anh chị nếu mà ưng một trong số những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ lại với em qua Zalo 0987 240 733 để em có thể là em tư vấn chi tiết hơn.
hoặc là mình giới thiệu các sản phẩm khác để mình phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình hoặc là của nhà hàng mình nhé các chị nhé. Ngoài ra ở đây thì em còn có một cây dìu nữa đây. Hôm nay thì em có làm một cây dìu này để em trả cho khách hàng này, các anh chị dùng để đi dã ngoại, đi cắm trại đầu năm thì em thường hay tư vấn cái cây R04N này. R04N cây này thì nó sẽ nặng khoảng 8 lạng nha các chị nhé. Cái lưỡi dìu thì sẽ được rèn thủ công từ trục láp xe ô tô Nga. Sẽ rèn từ trục láp xe ô tô. Đó. Sản phẩm có dập logo HTX Giao Phúc Sen ở đây này. Cán ở đây là hiện tại là bên em sẽ sử dụng chất liệu là cán mun nha các chị nhá. Chất liệu là cán mun R04 là em đang bán cái này với giá 580.000 này. Rồi ok, em vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình những mẫu dao mà hôm nay em vừa mới làm xong. Đó là có cả dao bếp này, dao đi rừng này, rồi có cả dìu này. Nếu các anh chị mà mình cần tư vấn thêm về sản phẩm thì hãy liên hệ lại với em qua Zalo 0987 240 733. Để mình có thể lựa chọn thêm nhiều sản phẩm thì các anh chị có thể lên trang web giaophucsen.vn hoặc là kênh htxgiaophucsen.com các anh chị nha. Ok, bây giờ thì em sẽ xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau. Xin chào.